Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hay chào bạn quay lại với channel của mình, ok, tiếp tập tiếp theo của Coromon nha, ok, bây giờ để coi, quên coi nhiệm vụ là gì. Ra giữa trời mưa mà coi nhiệm vụ nè, tôi nên nói chuyện với Nicola ở đảo Dona để đánh giá tình hình. Nicola, ví dụ như giờ Nicola là ở đâu? Cái nhà này là chắc là để coi có rương mà, thường thường mấy cái nhà như vậy thì nó có rương đó. Ai đây? Julian. Tại sao? Từ từ, cái thằng đó nó nói cái gì đó mà mình không có đọc. Mình chạy đi kiếm Nicola trước. Đây có cái nhà đi kiếm. Khả năng Nicola ở trong đây. Đây rồi. Ở phòng thí nghiệm này chúng tôi làm pin cho các vùng ở Velour không có điện. Tôi thích truyền tải năng lượng tích cực. Cảm ơn bạn nha. Đây rồi. Chúng tới rồi. Ai tới? Xin lỗi, tôi tưởng bạn là mấy kẻ lập dị mà Thomas nói qua điện thoại. Bọn chúng ở khắp mọi nơi, trên bến tàu, ở trong hang sấm rền. Chúng ta không còn an toàn nữa rồi. Bình tĩnh lại, kể tôi nghe chuyện gì xảy ra không? Đúng rồi, hít vào. Người bạn đồng nghiệp của tôi, Thomas, anh ấy bị rượt đuổi. Để trốn thoát, anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng cầu chì rất sâu trong hang. Tôi muốn tự mình đi tìm anh ấy lắm, nhưng tôi không có đủ sức để đấu với Coromon Hoang. Tôi mất định hướng rồi, không biết phải làm gì cả. Đừng lo, tôi là một nhà nghiên cứu thực địa, tôi sẽ giúp bạn tới đó. Thiệt sao? Điều đó rất có ý nghĩa với tôi đó. Nhưng hang sấm rền là một nơi rất tối và nguy hiểm. Để tôi giúp bạn, bạn sẽ cần một cái mũ bảo hiểm gắn đèn. Không thì bạn sẽ lạc trong bóng tối mất. Cho được cái nón bảo hiểm. Và một ít bánh tổng hợp ép và hương thối nữa. Hương thối nó sẽ giúp cho mình là sao? Xua đuổi những cái Pokemon hoang đi. Coromon hoang đi. Ok. Rồi, hết hồn. Có nước. Mấy con này không phải là mấy con này là tụi nó. Cái này là không phải cái hang hả? Vậy cái hang sấm rền là ở đâu vậy? Chết mẹ, đi đây đi. Hang sấm rền là chắc có vẻ ngoài đây. Đây có hương. Bánh tổng hợp ép ngon đấy. Ở đây không có cái hang nào hết, mình phải đi kiếm một cái hang gì đó. Đây rồi. Ôi, ở đây là toàn bão không, sấm mà điện. Quá trời luôn. Ở đây có. Ở đây là có cái thang đi lên. Rồi mình thấy cái hương. Không phải cái hương. Nếu mà nó ở trong hang thì là cái hang ở đằng này đây đúng không ta? Để coi phải vô đây không. Hang đúng rồi. Nó có mấy cái nấm. Cái nấm phát sáng. Không phải đi chỗ này. Đi chỗ này. Ây da. Damn, ngon ta. Belet, con này là tiến hóa của mấy cái con gì đúng không? Cái bằng 10. Nè. Con này không biết hệ gì chứ mà cái cào đó có vẻ đâu. Cái cào của mình có vẻ hiệu quả tốt. Đây có rương này không? Thường thường á là sao? Nó cho bạn đi một bên, bạn thấy có đường đi đồ này kia đúng không? Khoan, bạn phải đi bạn clear map cái đó. Nhiều đồ để lụm lắm. Cái này là không đi được rồi đúng không? Qua đây. Ở trên đó có một thằng nó đang chờ mình trên đó. Level 7 thôi, quýt đi. Level 7 ăn thua gì bạn, level 10 còn không ăn thua, level 7.
Lumon. Con này hệ điện đúng không? Wow. Ví dụ như bây giờ đánh cái gì mà cho nó còn sống được ta? À không, mình có một cái vật phẩm là gọi là bóng lua đó. Cái này quay con quay lừa. Cái này vừa vô trận mạng quăng con luôn là nó sẽ hiệu quả hơn so với những cái lúc khác. À, kể cả cái việc nó yếu máu hay không yếu máu, quản cứ quăng. Mình có một con điện. Ba hình thức tiến hóa, Lumon không mang gì cả. Coromon này nạp điện khi bị tấn công, bởi đòn đánh điện tăng tốc độ nó lên một tầng. À, solo điện, lấy con này lên solo ngon. À, solo điện có vẻ hợp lý. Tiềm năng tiêu chuẩn. Có mấy con mà nó normal giống như vậy này đó, mình thay luôn. À, ok. Nhưng mà mình chưa có tìm được cái mà kêu bằng ngọc lười ấy, để mình chia kinh nghiệm cho tụi này. Trời, như này đông quá. Máu level 11 có vẻ hay nè. Con này nồng mô thôi. Ây da, ây da, con này có cái chiêu cướp hả? Cướp nè. Ôi, nó cướp 190 đồng của mình à. Ôi, đất ơi. Lừa tao hả? Mẹ gặp nữa. Ở đâu đây nhiều quá. Thôi chạy vậy. Chỉ là sao biết sao? Nếu mà thích thì bạn có thể dùng hương thối. Phải đánh mấy thằng này chứ bạn. Phải đánh mấy thằng này để kiếm tiền nữa. Ồ, mấy thằng này quan trọng à. Mấy thằng này là mấy quan trọng mà giờ nó yếu lắm bạn. Cho nên là mình lụm cái là lấy tiền à. Đó. Cho nên là mình phải lấy quýnh lấy tiền. Ồ, chí mạng. Cào chí mạng ha. Cào nè. Ủa sao nó đánh chí mạng dữ vậy? 15 máu hả? 15 máu chắc là bị sống. 15 máu chắc là mày sống. Ôi ôi, 15 máu là mày sống mà. Mấy con này level cao cao về nhận được điểm nhiều lắm. Lên level ngon. Con này hệ điện đúng không? Hệ điện nè. Còn một máu. Ồ, còn một máu á. Ghê kìa. Bốn trăm. Ai chà. À, tấn công đặc biệt với lại nâng SP cho nó không ta? Con này nâng SP làm gì? À, mình SP chắc là mình không nâng, mình chủ động nâng phòng thủ đi. Con này nâng phòng thủ xíu. Nó cứng chút. Con này Mino mà Mino con hệ lửa của mình đúng không? Nước. Có cái nội tại máy tạo ẩm, nước hả? Nước. Nước lại chẳng chết với băng. À, nước thì lại chẳng chết với băng. Ba xì, được bạn. Ôi ôi. Thằng là hai con. Trời đất ơi, cái gì mới nhích ra nhích vô trúng hoài vậy? Cái hương thối này nó có vẻ như nó không hiệu quả ở trong hang rồi. Mấy con, hai con à, được. Tiêu chuẩn normal.
buồn chí mạng. Mày nè, một con xèn ghê quá bạn. Aurora của mình nó càng ghê quá. Cát à. Nhai mày, nhai vô cái giáp băng của tao mày nhai vậy. Nhai tao nhai đầu mày luôn nè, giờ tao mà xạo. Rồi. Giờ đi trong đây, đi trong cái hang này nói chung là nó gặp quái quá nhiều luôn á chứ. Giờ mình phải đi cái hang này nữa. Đó, đi xuống được rồi nè. Hả? Có câu đố gì đây? Để từ từ nha. Ok. Cái này dễ, cái này thì mình có thể sử dụng cái tính năng đẩy của cái này. Sao giờ đập và đổi đẩy không được vậy? Ở đây rồi. Đó. Ba cái này thì đơn giản rồi. Đó, bây giờ là lấy được cái rương này. Con quay tích điện. Con quay tích điện là không biết là cái gì, nhưng mà nãy là mình thấy ngay chỗ này là mình đi lên đây không? Ở trong đây chúng ta có một cái hang, cái này là đi lên. Còn bên kia thì mình thấy một cái hang đi xuống. Thôi mình đi lên cái đã, rồi tính. Ủa, đi lên nó bị tối nha. Còn có quái gì? Thường thường hang này mà ở trong Pokemon cũng vậy, toàn là quái xịn không bạn? Ây da. Cái gì nhỉ? Một mình trong bóng tối. À, nó mở lên, nó hiện kỹ năng. Rồi, được, không sao. 10 đau máu. Mình trâu, mình nâng phòng thủ hơi nhiều, cho nên là trâu lắm bạn. Level 11 cũng nhiều điểm nghiệm đấy. Nhưng mà để mình vô mình nhập máu nữa, còn 2 cái, chỉ để nó hết máu rồi. Giờ bút phẩm, mình hồi máu một cái. Rồi đó, như đó được rồi. Rồi bắt đầu đi nè. Ôi da. Rồi. Mình đi bây giờ vậy là chúng ta phải nhớ map nè. Con này. Con này uy lực à. Wow, level 9, cạo cái chắc không chết đâu nha. Chết luôn. Em khỏe thế. Uy lực gì đâu mà cạo cái gãy luôn thì thôi. Uy lực cái kiểu gì vậy? Lấy hết được. Rương. Bánh tổng hợp được. Ở đây nó có đường đi vô rồi sao? Con chó này tiến quá rồi nè. Con này sau level 8 nhỉ? Đốt. Mày nè, level 8 này. Tuổi tôm nha bạn. Tuổi tôm nha. Level 8 tuổi tôm nha. Level 10 mà cạo cái gần gần chết mà level 8 thì ăn thua gì bạn? Chết rồi. Ui. Con này có sao nha bạn? Con này xịn hơn con nãy nè. Con này uy lực, level 11. Cái con này được. Con đốt này là con này hệ gì nha? Hệ điện. Ui, mà có uy lực nữa bạn, được. Rồi, yếu máu rồi đó, dùng vật phẩm thôi. Con quay được thiết kế để bắt một cách hiệu quả Coromon hệ điện. Ngon, nhưng mà thôi, mình dùng cái này level 11 và sắp chết nữa. Dùng con quay thường thôi. Để con coi thông tin của thằng này nó khỏe hơn bao nhiêu. Một HP, phòng tốc độ cũng cao, phòng tấn công đặc biệt rất ok luôn, có cái phòng thủ hơi yếu. Nhai, cú gầm hoành tráng, tấn công chớp nhoáng, ok, hôm đó không ăn gì cả. Coromon này dũng cảm đến nỗi nó không thể bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa. Ngon, miễn nhiễm một hiệu ứng.
còn một cái nữa, hàng sấm rền được đấy, uy lực ngon đấy. À, con này nó chỉ có hai dạng tiến hóa thôi. Được, con này hệ điện cũng khá là ok đấy. Rồi, giữ chứ. Mình thay hết mấy cái con ở trong đây luôn. Mấy con mà dởm dởm của level của mình thay bớt. Rồi, bây giờ chúng ta khoan đã. Chúng ta gọi chúng ta đưa cái con này di chuyển vật phẩm cho con boss này, tại vì nó uy lực mà, chắc là nó cũng phải có cái gì đó nó xịn sò hơn đúng không? À, đây có người không à? Vô hai con rồi, hai lửa gặp tao là mày chết rồi. Lửa bị gặp tao là mày chết rồi. Mày nè, đau chưa? Ôi, nhưng mà cái này mình yếu quá à. Mà nó tốn tới 6 điểm SP lận. Hết SP luôn. Trúng 2 lần nha, đau quá chứ bồ. Chết nè. Được rồi, 22. Trời ơi, trói không thể rời trận à. Ờ, tao cần rời trận lắm hay sao? Mày nghĩ là tao cần rời trận lắm hả? Ôi, bớt nhây đi bồ. Ủa, năm sĩ. Ủa, cái con level vậy mà quất cái được 500 điểm kinh nghiệm. 24 nè. Đánh mấy này lấy tiền là được ấy. Rồi, trước tiên là vô lại bơm máu phẩm, bạch HP, bơm. Rồi, bánh SP luôn. Rồi, đi tiếp. Nga, có rương. Biến về lúc, có một cái biến về lúc thôi. Ở đây lại có leo lên. Ôi, ở đây có rương vàng. Ở đây có rương vàng, ở đây có rương vàng. Cấp 7 nè. Chết chắc. Bây giờ dưới level 10 cào cái là khả năng đi cao. Con này mới nè, con này mới gặp nè. Bùng à, level 11. Mày vậy là mày chết rồi, này đóng băng cái là gãy rồi. À, đóng băng cái gãy liền cái gì đúng không? Trời ơi, chiêu hệ băng là số 1. Hay quá, mở được hương vàng, hương thối. Bánh tổng hợp. Quả bơ, ngon. Ở đây hết rồi. Ôi, con này lại uy lực nè. Con này uy lực nè bạn. Nó khác con nãy liền, thấy không? Con này lại hệ điện à. Level 8 hơi phèn. Thiếu máu rồi, để vô. Có gì đâu, sức kéo trọng lực. Được, để coi thông tin con này là như thế nào. Hơi cùi. Hai dạng tiến hóa. Coromon này có thân hình to lớn đến nỗi bất kỳ kẻ tấn công nào va chạm nó sẽ không thể
được đổi ra hoặc là trốn chạy trong vòng 5 vòng. Ôi, ghê vậy. Đỉnh cao nha. Là đánh với con này là khỏi chạy. Dữ, nhưng mà mình sẽ gửi nó vô kho. Con này cù bắp, không thèm. Anh hết đi được đấy. Đi hang lượm được quá trời đồ luôn. Ây da. Đâu, hai con. Thích trao đổi không? Trời ơi, sao bây giờ tụi bay còn xài mấy con như vậy được, hay thiệt. Level 13 chứ bộ cũng ghê đấy, nhưng mà nè, một cào. Ôi, một cào gần chết luôn mà. Tao level 22 rồi, 22 rồi nha cu. Level 13 nhận được cũng nhiều điểm nghiệm đấy, đó. Sắp lên level nữa. Ô, mấy tàu ẩm. Được. Ôi ôi, có vẻ băng đánh với nước có vẻ hiệu quả dữ nha. Lên level 23 luôn. Bóng tuyết à, mình sẽ bỏ bộ lông tích điện đi. Bật bóng tuyết lên. Rồi. Tấn công đặc biệt nè. Tấn công đặc biệt này sẽ nâng tấn công đặc biệt lên. Rồi à, nâng xíu FB, HP lên à. Dàn trải chút xíu. Lưỡi tích điện. Ồ, liếm cái là có điện. Hai xe. Còn đấy. Mấy cái đi trong hang này nói chung là kia, tụi này kia, đánh tụi này kiếm tiền cũng được à, cũng hiệu quả. Phải như mày uy lực hay là mày cái gì đó thì tao còn cả có vẻ như tao có hứng thú tao chơi. Còn mấy con mà bình thường bây giờ thì đâu có thèm mắt làm gì mà đúng không? Quá bình thường. Con này cù bắp. Con này cù bắp là cái chắc luôn. Cái bầu 11 cũng ghê đấy. Một cắn. Một cắn. Làm gì có tuổi nào vậy? Trời ơi, không lẽ gì xịt thương thối vô. Con này của bắp. Con này nó bình thường. Chạy thôi. Mẹ đi đúng đường. À, có vẻ mình đi đúng đường rồi đó. À, nó mới có hiểu mấy con mà nó nằm ở trong đây chứ rồi mà mình không đi đúng đường không có mấy con này nha. À, con này thì thôi. Nước đúng không? Rồi à, để coi đội hình thằng kia level bao nhiêu rồi. Tung thằng này ra nè. Tâm Dũng nó hưởng điểm kinh nghiệm nhưng mà thật ra nó cũng đâu có nhiều điểm đâu bạn, nhưng mà tung ra chơi. Nè lưỡi tích điện nè. Ây da. Bị độc luôn à. Ui. Ôi yếu quá rồi. Yếu quá rồi bạn ơi. Sao vậy nhờ? Ờ quay ra quay vô cái bị quýnh gần chết vậy. Phèn quá. Cái chiêu lưỡi tích điện đó mình cứ tưởng là chiêu xịn gì của nó. Không, đâu có xịn gì lắm đâu. Tính ra là liếm cái mà nó bị trúng độc được nó. Mày hả, da độc. Ôi đúng rồi, con này nó có cái nội tại à, ở ngăn thì đánh nó cái trúng độc. Nè, ta cho biết thế nào là bóng tuyết. Mày nè. Trời ơi, xịn.
Ủa tới đây hết hết được. What the fuck? Ở dưới đây nó có rương, từ từ. Để đi coi cái rương nằm đâu. Bánh tổng hợp M. Oh, bánh tổng hợp M. Bánh hồ ép được đấy. Lại lên nữa, đúng rồi. Lên. À, lên đây đục như nó lại sáng bạn ơi. Trước tiên là cho nó dùng máu nhẹ cái. Rồi. Con nhỏ đứng đây chắc khả năng cao là thách đấu rồi. Mảnh Phượng Hoàng. Đấu là cái chắc rồi. Ba con bắt đầu lên là nó cao hơn rồi đó. Ôi. Hả gì nhỉ? Hãy phép à. Phép bố mày cào chết bố mày. À, cái cào lại không ăn tiền thì phép này. Con này còn vẫn đang bị trúng độc nữa chứ. Rồi vậy được đúng không? Bóng tuyết. Mày nè. Tưởng gì ngon lắm hả cậy. Có điện à. Bóng tuyết. Mày nè. Đổ cây. Ôi hơi chết luôn. Ngon. Thơm ngon từ thịt gọt từ xương lên level 24 luôn. Hồn đốt lên 13. Rồi quăng con tiếp theo ra đây. Mày hãy gì nhỉ? Normal à. Hoài cái độc là chừng nào mới hết vậy trời. Cái độc nó không giết được mình nhưng mà nó lại kiểu như nó rút máu từ từ khó chịu vậy. Hay quá nha. Năm máu mỗi lượt của chứ bộ đâu có giỡn đâu bạn. Rồi đưa tiền đây. Ba con phải ba xị nha. Ba con phải ba xị bốn xị rồi chứ đúng không? Đưa tiền đây. Bốn xị được. Ừ, tạm tha. Bị trúng độc hoài vậy hả ta? Không lẽ bị trúng độc hoài vậy luôn. Mới nè. Nhưng mà con này mới nhưng mà nó lại không có. Nó không có hiệu ứng gọi là uy lực hay là gì đó. Con hệ điện nữa. Mày nè, điện đùng với tao nè. Con chắc chết quá. Ê, gần đây lên. Mấy cái này mà đánh mình thì giống như là gãi vậy đó. Nhưng mà có cái độc được giật đâu vậy. Mày nè, xạo với tao mà. Hương thối. Rồi sau khi sử dụng hương thối là hình như là nó hết quái rồi đó. À, cột mốc này là mình có thể nhận được điểm nghiệm nè. Quên rồi, nhận được nhiều đồ lắm. Thank you.
Ghê. Rồi hết rồi. Bạn đã nhận thưởng đá Kuwano. Treo quả bơ. Con quay. Được đấy, rồi. Để mình coi coi cái quả Kuwano này là cái gì. Tất cả tấn công của va chạm sẽ phản 15% sát thương. U cha. Được quá nha. Có con nào giải độc không? Có khả năng đủ Coromon hoang nếu được cầm bởi thành viên dẫn đầu đội hình. À, vậy mình đưa đĩa thối cho con này là chúng ta sẽ ít nhờ gặp được mấy con kia hơn. Xua đuổi những Coromon yếu hơn thành viên dẫn đầu đội hình của bạn trong 3 phút. À, có khác nào là đuổi hết đâu bạn. Bây giờ ở trong cái hang này có con nào mạnh hơn cái con dẫn đầu của mình không? Rồi bạn có cho hỏi là có con nào mà nó mạnh hơn con dẫn đầu của mình chưa? Bao cao trộn nè. Con này hệ gì nha. Lăn cái lấy tiền. 45 chắc không chết. Con này phải trong máu. 9 máu, 45 con phát 9 máu thì nó cũng gọi là ghê đấy chứ nha. À vậy đó hả, vậy tao lăn mấy cái nữa là mày chạy đâu. À tao lăn mấy cái nữa là mày chạy đâu. 45 con 9 máu thì 31 rồi chết chắc rồi, chạy đâu. Ôi, không kịp phản kháng mới hơn. Ôi xáo xị. Quá nhiều kiểm nghiệm luôn. Tiếp đi. Rồi con này tiến quá của con kia đúng không, con này cũng nồ mô thôi. Nhưng mà vào khá nhẹ thử coi nó ra gì không. Yeah. Cũng cứng đấy, cũng cứng đấy. Cứng nè, cứng đầu nè, trời ơi. Ủa, cái con này nó trâu. Đúng kiểu là trâu chó luôn á. Yeah. Mẹ ra, bây giờ. Không kiểu ra gì. Trời đất ơi. Ôi gì mất có 4 máu vậy. Con này nó yếu. Con này là nó uy lực dữ chứ bạn. Cái nữa. Thôi đi rồi, chúng hai lần nhào phải chắc chết quá. Trời đất ơi. Gãy luôn nè. Bây giờ có hồi sinh không ta? Ôi giờ level 9 đưa ra quýnh với level 16 sao quýnh. Rồi chơi dại rồi bạn ơi, pha này đi rồi. Có cái vật phẩm nào mà sử dụng nó làm tỉnh lại và hồi phục. À đây được, cái này được. Ủa mày hồi phục luôn. À HP lên, tao nghe nói mày chơi đồng đội tao đúng không? Tao nghe nói mày chơi đồng đội tao đúng không? Tụi tôm nha con. Ôi một đống con nhận kinh nghiệm luôn. Con này phải nâng cái HP của nó lên. Con này tấn công phòng thủ nó thấp quá. Tí xìu à.
Chết mẹ rồi, ở đây nó hết đường. Ruby. Ruby. Mày một cào. Con này có khi không tới một cào là gãy. Một cào gọi là cho mày gọi là một chút xíu gọi là thương hại rồi đó. Thương thối. Ok. Còn bánh SB rồi còn bánh HB cũng chưa có nữa. Chết rồi. Pha này là hết bánh HB, kiểu này là căng rồi đó. Hai con đúng không? Rồi. Mình cứ mình đánh trước là ok. Trâu cỡ nào khắc hệ không chết. Rồi trâu cỡ nào. 25. Đại điện. Đại điện dữ ha. Lăn bóng. Đam to đấy. Yếu vậy mày gặp tao mày chết rồi. Ngày đầu các bạn 2 kill lấy tiền. Đây rồi, tới nơi rồi. Ây da. Cái gì vậy? Cánh cửa này được làm từ gì vậy trời? À, có người đập cửa. Chào đằng đó, bạn có phải Thomas không? Đúng rồi, là tôi, bạn chắc là nhà nghiên cứu thực địa Nikola gửi tới. Đúng rồi. Cuối cùng gặp được đồng minh, tôi cần bạn giúp để thoát khỏi căn phòng này. Vấn đề là tôi đã phá cái bản mạch điện tử để trốn thoát khỏi bọn rượt đuổi tôi. Tôi cần phải đưa hộp cầu chì về chế độ khẩn cấp để được như vậy. Ta phải làm quá tải nó và đủ dòng điện. Hộp cầu chì ở bên trái bạn, thấy chưa? Chưa. Vâng, nó đây đây. Tốt, bạn cần một Coromon có hệ tấn công điện, không thì bạn sẽ bị giật điện. Đây, để tôi nhét ra một ít con quay điện dưới cánh cửa, bạn có thể dùng nó để tăng khả năng lấy được Coromon hệ điện. Hay quá nha. Bạn tới trạm lưu đầu tiên, giờ bạn có thể nhanh chóng di chuyển qua lại giữa lối vào và u điểm lưu khi rời khỏi phòng. Hãy để ý những cái gì vậy? Chết rồi, bị lỗi phong ngay chỗ này rồi. Đã tới trạm lưu, ok. Không, mình có Pokemon hệ điện mà. À không. Từ từ để mình nó bị ngất rồi. Mình phải dùng mảnh phương quạt để hồi sinh đó. Đó, để hồi sinh đó, đúng rồi. Bây giờ đánh với lại cái con này luôn, ok nè. Mình đổi đồ hình, đưa con này ra. Đâu mà con này thì bây giờ không có hồi máu. Bánh tổng hợp này hồi 15 HP và 15 SP. Con này nửa máu.
Nếu mà con này nó giật điện thì sao? Nhưng mà con này nó hồi phục kiểu vậy thì giờ sao mà tàu lăn chết mẹ. 36 để coi nó trừ bao nhiêu. Dữ vậy sao? Dữ vậy sao? Tàu lăn chết luôn. Hy sinh đi em. Ê, nè. Không sao hết, không sao hết. Mình bình thường, mình còn đồ chơi. Quá tải rồi đúng không? Hay quá. Cửa phòng mở rồi. Rồi, ông này đi ra được rồi. Bạn đã giải thoát tôi biết ơn bạn lắm. Ở trong căn phòng chật hẹp làm chứng sợ phòng kính của tôi. May là phát minh của tôi bộ định vị tinh chất giờ đã an toàn rồi. Mấy tên côn đồ lạ mặt đó sẽ không để đụng tới nó với đôi tay dơ bẩn của chúng nữa. Nhưng mà ta không thể cho rằng chúng không ở đây nữa. Ok, Ham, tên bạn đúng không? Bạn trông trẻ khỏe đấy. Tôi phiền bạn dẫn tôi về phòng thí nghiệm được không? À, không phiền đâu. Mấy tên này nghĩ tôi đang giữ bộ định vị tinh chất nên sẽ tốt hơn nếu như bạn giấu nó vào ba lô của bạn. Ây à, ngon. Đi thôi. Ok. Bánh ép. Bánh mờ, HB, bánh ép mờ. Ngon đấy. Sử dụng bánh phượng hoàng. Rồi sử dụng một bánh này, bánh SB không, bánh HB ra đây. 20 máu, đó, đầy máu rồi. Vậy tự tin à, đi thôi. Bánh tổng hợp. Ok. Sử dụng hương thối một cái đi cho nó lẹ. Ở đây. Ủa ta sử dụng hương thối rồi mà sao vẫn phải đánh với lại tụi này vậy? Ai đây? Ô, Martian. Chào đằng đấy, Thomas, bọn ta chờ nãy giờ. Chúng tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là những gì chúng tôi mang theo bên mình. Chúng tôi ở đây để trao món quà tuyệt vời. Cái gì nhỉ? Chúng ta ở đây chỉ một người thôi. Bộ định vị chắc hãy trao nó đi, Thomas. Đúng vậy, tốt nhất là đưa nó cho bọn ta nhanh lên. Tôi không đưa đâu. Thiết bị này quá quý giá, cần thiết để lúc Solid đi ra nghiên cứu. Có lẽ vậy, tuy nhiên nó sẽ cho chúng ta biết chính xác nơi chúng ta cần chuyển món quà mà chúng ta đã mang đến. Tôi đảm bảo các người không đụng được tôi vào nó đâu. Tôi đi giấu nó đi rồi, ở nơi sâu và tối, nơi các người không sẽ không bao giờ tìm thấy. Cái gì vậy? Thứ sinh vật thảm hại này, đó là vì lợi ích của anh ta. Chúng ta có nên sử dụng con ác chủ bài không? Đơ hơ. Tôi chắc chắn rằng anh ấy đủ mạnh để sống sót sau quá trình biến đổi. Hãy dùng nó đi. Hãy quên bộ định vị tinh chất đi và để Rimsotie phát huy tác dụng kỳ diệu đầy thuyết phục đó. Mẹ bữa nay nó nói tiếng với nhau kiểu nói bằng tiếng lóng các bạn không? Sau đó sớm thôi
anh ấy sẽ sẵn sàng hướng dẫn chúng ta đến nơi chúng ta nên cái gì khoan là khoan à khoan à, à. Cái đất gì nhỉ, có cái gì quanh không hết, các ngươi đang làm gì ở đấy? Hãy mừng cho bạn của ngươi, anh ấy sẽ được tận hưởng vẻ đẹp trên con đường của chúng ta trước bất kỳ con đường nào khác. Chúng ta hiện đang bị bao vây và sớm bị nguyên tố linh hoạt nhất đang tồn tại thuyết phục. Ta có thứ chúng ta cần phải nhanh lên bây giờ, chúng ta nóng lòng muốn thấy toàn bộ tiềm năng của Rimsonite. Mình tục thôi, mình không thể để cho tụi này đi được, mình phải chơi thôi bạn. Ây da, ây da, tôi không cản được nó bạn ơi, giờ sao giờ? Rồi nó đi rồi, phải vô mình báo lại cho tụi này thôi. À, cuối cùng thì cũng đã có trợ giúp rồi, một sinh vật kỳ dị đập phá phòng thí nghiệm. À, bạn thấy thiệt hại chưa, thứ đó tạo ra một lỗ đen nhỏ, cả đời tôi chưa từng thấy một con Coromon nào vậy cả. À, có độ hình mạnh đúng không? Con quái vật đang phá hoại phòng nghiên cứu, hãy hạ nó đi. Tôi sẽ cố gắng. Đừng vô. Để tôi về tôi bơm máu cái được không? Trời ơi, biết vậy về bơm máu cái đã rồi hãy chơi. Tao lăn mày chết cụ mày luôn. Mày xạo hả? Lumon mà cái này hình như đã được tụi nó đụng tay đụng chân vô rồi. Ai không bị ảnh hưởng tuổi tôm. Tuổi tôm. Nó bỏ đi rồi, ôi cảm ơn trời Phật, cảm ơn. À, Hama tôi mừng là bạn đã tới, bạn đã làm nó sợ trước khi nó kịp hại bullet của chúng tôi. Ok. Thomas, bạn có tìm được người Thomas của tôi không? Anh ấy đang chờ ở ngoài à? À về cái đó, những kẻ tấn công phòng nghiên cứu hóa ra là chúng lấy bộ định, muốn lấy bộ định vị tính chất. Và Thomas không đưa cho chúng nên chúng lẩm mỏng rồi. Thay vào đó chúng bắt Thomas đi rồi. Tại chúng thả một con quái vật vào phòng thí nghiệm của tôi rồi chúng bắt cóc Thomas của tôi. Trời ơi, tôi không thể. Tôi cần một chút thời gian. Ok, cho mày một chút thời gian đó. Ủa? Thật là tại nghĩ đi, Nicola suy nghĩ đi, chúng ta cần hành động ngay lập tức, chúng đưa Thomas đi đâu được chứ? Một người cần bộ định vị tính chất để làm gì? Tính chất của Titan, có khi nào chúng định trộm luôn cả tính chất của Titan không? Chúng phải kích hoạt hệ thống an ninh của tòa tháp điện năng ngay lập tức. À, được rồi, mong là vẫn kịp. À, chúng ta phải bảo đảm sự an toàn cho Volga. À, bạn nhận nhiệm vụ này được không? Bạn đi kiểm tra tầng thượng của tòa tháp điện năng được chứ? À, tất nhiên rồi, tôi sẽ đi. Nhưng hãy cẩn thận, Thomas thường bị bầm mỗi lần về từ những chuyến nghiên cứu trên tầng thượng đó. Yên tâm, tôi làm được. Ok, rồi bây giờ đi trước tiên là tôi đi bơm máu cái đã. Trước tiên là mình chạy ra đây, mình đi bơm máu cái. À, yếu quá rồi. À, đội hình yếu quá rồi. Lại sẵn tiện mua luôn một số cái thứ đồ hồi máu. Rồi, bây giờ nhầm rồi. Ok, thank you. Bây giờ đi mua đồ hồi máu ở đâu nha? Ở đây phải có chỗ bán đồ hồi máu dưới đây chứ. Ở đây. Mua 7... Này phải mua nhiều lên bạn ơi. Mua 10 cái hết 5.500 mẹ rồi. Hết tiền luôn mà. Đi về mua phát hết tiền luôn. Cái thằng này nó có bán cái bóng mà theo kiểu là cái dạng cái dạng mà chi điểm không ta?
có rồi. Nó chưa có cái, chưa có cái đó. Ai đây? Rồi. Bây giờ nó kêu là đi lên tầng thượng của cái tòa tháp đúng không? Rồi đi lên tầng thượng của tòa tháp mình phải đi cái đường này. Không, không phải cái, không phải cái chỗ này. Ủa đi lên là chỗ nào vậy cha? Nó kêu đi lên là đi lên chỗ nào vậy? Để tôi có thể vào tòa tháp điện năng để đảo Donna, nơi mà tôi có thể tìm được Titan. Tòa tháp điện năng hình như là cái chỗ kia chứ không phải cái này là phòng thí nghiệm. Tòa tháp điện là ở chỗ kia kìa. Ở đây. Nhớ rồi. Đây tòa tháp điện này nè. Tái tuyền nữa đó. Rồi. Tòa tháp điện năng đúng rồi. Này à, có rương. Có rương tại sao không lượm? À, bánh HP ngon. À đây. À, trời giải đố à. Cái này là giải đố đúng không? À, kéo phòng L trời đất ơi. À, kéo phòng L là tắt cái này. Bật cái phòng L lên lại vô lấy rương cái đã. Bánh SB, ok. Rồi, hết rồi, chỉ có một cần ở chỗ đó thôi. Vậy là kéo tắt phòng này. Xong đi vô phòng này. Lấy cái rương, trời ơi rương quá nhiều. Bánh 2 HB M ngon. Kéo cái này. Chết mẹ kẹt trong đây luôn. À giờ kéo E, đúng rồi, giờ kéo E xong đi ngược ra, à đây rồi. Rồi sao mà kéo A. À, rồi kéo A đi lên A. Gặp ông này. Ây da, trời ơi, tưởng là gì, ai, tưởng là giúp đỡ ai về đâu, cản đường. Giờ mày muốn sao? Nè, muốn sao? Trên nhau 10 level, thích chơi không? À, thích chơi không? À, trên nhau 10 level, thích chơi nhau không? Đó, chơi nè. Ôi, tưởng là nó giúp mình hay không, nó cản đường à. What the fuck? Tao đang gấp lắm nha. Con này tiến hóa của con kia nó mới ghê chứ. Mày nè. Gục. Ôi sao còn một máu không vậy? Tụi này hay nha. Hay nha. Con này cũng nhiều điểm. Ôi 8 xị. Lên level là chắc. Rồi phòng thủ cũng cao, con này nâng tấn công với lại thêm HP. Tấn công đặc biệt vô. Rồi. Oh, 286 đồng. Không ăn thua, né ra để tao kéo cần. Cái tụi này nó cản đường mình hoài. Đúng ra con này lửa đúng không? Ủa
Da bị tiêu đốt luôn chứ. Con này nước đúng không? Con này level 14 được đấy. Tao cũng thích vậy đó. Đây. Đưa con này ra test liền lên trên lại vờ không lấy thua. Không lấy thua. Nè. Nhai cái đầu mày nè, đó nhai đầu mày nè, xạo hả? Nè nhai đầu nè. Nhai cái đầu mày nè, xạo hả cu? Thấy vậy chứ tao tưởng là tao ngại mày hả? Nhịn chứ phải nhục luôn nha bồ. Con này nhai cái đầu rồi, con này nó khỏe không thua lắm. Con này thấy sắp chết rồi. Hào đừng điều con này ra. Bằng lên bờ nè, con kia có chiêu lửa mà quất chiêu lửa luôn. Mày nè, đau đau như chó cắn luôn nè, đốt nè nè, rồi sao xuyên thấu. Ôi nó lại khỏe, nó lại khỏe quá đi chứ. Rồi né ra để tao đi lên được không? Mệt dễ sợ luôn. Lên lầu 2 được. Bây giờ là phải đi từng lầu một chứ không đi được thẳng, không lên tới nóc được hả? Ok, à đây rồi, kéo cửa ép. Cửa ép là đang mở mà. Ai chà. Rồi bây giờ cửa ép đóng, cửa ép này mở, vô đây. Vô đây kéo cửa y. Cửa y qua đây. Qua đây kéo cửa C. Vậy là phải kéo cửa ép lại lần nữa. Đúng rồi. Xuống cửa C, đúng luôn. Xuống cửa C xong rồi. Ây da, không đi qua được, cửa y ở đâu nhờ? À, cửa y là cửa đầu tiên đúng không? Cửa F, cửa y đây rồi. Cửa y, cửa C, đây cửa y là cái này. Rồi rồi, ok, giờ phải kéo cửa F lại cái. Xong vô kéo cửa y lên. Rồi, xong kéo cửa F lại một cái nữa. Rồi, đi thẳng xuống. Cửa y qua đây, xong kéo lại cửa C. Bây giờ quên lấy rương. Con quay giấc mơ, ngon. Trời ơi, vô đụng nữa, nhìn thấy cái đầu tưởng nó là cái đống gì vậy chứ. Quá mệt luôn. Nè, 16, cấp 16 thì cũng ghê rồi đó. Cấp 16 là cũng lớp ngang rồi đó bạn, cũng gọi là trâu chó đó. Nè, để coi trâu chó nè. Trâu cỡ nào đồng tiền liền. Thêm một con nữa nào. Trời đất ơi, nó dễ thưởng dễ trúng thưởng, dễ thương dễ trúng thưởng, dễ sợ luôn. Thấy không, một cái đồng tiền không có nhiều, thấy quăng quăng con đó ra là mình biết rồi, thế nào cũng gãy. Rồi đưa đây, đưa tiền đây. Mạnh phụ hoàng để hồi sinh cũng được. Bánh SB, bánh HB, bánh SB, ok. Được, mở cửa G ngay. Rồi mở cửa G rồi sao nữa. Cửa G rồi bây giờ phải kéo cửa này. Đúng rồi. Đi lên. Đi lên, vô cửa G ở đây. Trời đất ơi, nữa đụng độ nữa. Mà sao kỳ vậy ta, tụi này đáng lẽ nó phải là phe mình chứ nhờ.
Nhưng mà tại sao lại cản được mình nhỉ? Lạ lùng thật. Tấn công nhanh đấy. Tấn công nhanh đấy. Một con một hit thôi, không có nói gì. Hai mươi bảy luôn. Mình điện. Ồ, ngon. Trời, đánh con có 150. Mày hơi làm phiền tao rồi đó. Bộ ghi kỹ năng được nghiền. À, ok. Hồi nãy nó mở cửa gì vậy ta? À, nó mở cửa E là hướng này đúng rồi. Rồi, mở cửa E xong rồi bây giờ sao nữa? Trước tiên là làm cái rương trước cái đá rồi tính. Ok. Vậy thôi kéo cần A trước. Rồi kéo cần A cứ lên phòng A. Kéo cần này rồi. Cửa D là xuống đây. À, cửa G. G ra ở đâu vậy? Cửa K. Ôi sao nhiều thứ quá vậy? G đây rồi. G thì bây giờ phải kéo cửa A là một cái nữa. Kéo cửa A là một cái. Rồi kéo cửa G xong. Rồi đi xuống cửa A đây. Hay quá, đỡ. Kéo cửa H một cái, đi xuống đây. Dướng cửa hát rồi nhưng mà à, cửa ca mở rồi. Ê chà, mệt thiệt luôn á. Tha tao được không? Tao chạy được không? Ê, đấy tao bảo đúng không? Ghê đấy. Ok, cắn nó cái đi. 16 level cắn cắn. Chết thiệt mà, ghê không? Khỏe vậy. Vẫn bị đốt mà. Con người lại xét à. Đùng. Trời, nó có xíu nữa lấy tiền. Mình cứ bị bỏng hoài à. Chính sĩ, wow. À, mở lên phần tiềm năng đúng không? Vậy đó mình cho nó lên tấn công. Hai phần phòng thủ nữa, đó. Rồi bây giờ lấy cái rương được rồi đúng không? Chi không biết nữa. Vậy chi? Cuối cùng thả tao đi mà làm khó làm chi? Trời đất ơi. Rồi cửa ca. Bây giờ cắt cửa ca bây giờ sao? Kéo cửa ca lại. À cửa hát ở đây. Ai chà. Ủa kỳ vậy ta? Bây giờ sao? Ở đây nó có cái đường cái nào để kéo không? Không có luôn. Trời ơi, kỳ vậy trời. Ừ.
Phải đi kiếm một cái thanh cửa ca nữa. L quen lắm ta, L như mình nhớ đâu có mở L rồi phải. F F I G E. G G là ở đâu nhờ? Trời, gặp mày nữa, nãy giờ né được rồi, tưởng né tốt, ai vậy? Trời, bốn con. Tao biết mày khỏe rồi. Trời ơi, tao biết mày khỏe rồi, nhưng mà có thể nào cho tao đi, nó mượt mà hơn chút, không hiệu quả với cái con quỷ này luôn. Mà cái cào của mình là nhanh lắm rồi đó nha, mà vẫn thua cái tấn công của nó. Một con. Tiếp theo. Máu chắc gãy quá, một phát đi luôn. Úp. Trời ơi, lửa hả bạn ơi? Lửa, quên nữa, lửa ăn cọc tuyết dở rồi, đáng lẽ là phải xịt nước lắm. Ôi nhưng mà chết luôn mà, quá dữ luôn bạn ơi. Mỗi con một chiêu một là xong. Lên level 28 luôn, quá dữ. Trời đất ơi, con này không hệ nước tao con mà. Mà hệ nước thì đụng bể băng chết rồi, chết chắc rồi, chạy đâu nữa rồi ơi. Vậy đi. Bảy xị khá đấy chứ, không bảy xị là ngon đấy. Cửa hắc ở đâu nhờ? Cửa hắc là ở đây nè. Bây giờ đóng cửa ca lại rồi. À đây, cửa ca đây, đi qua đây được rồi. Rồi đi cửa hắc xuống đây. Mở cửa ca lên. Cửa gì? What the hell? À, nó qua đây. À, chữ G hình như là mình nhớ đâu trên đây thì phải. Có một chữ G và một chữ L. Ở đây, chữ G là đây. Ok. Vậy thì kéo cửa A một cái. Kéo cửa A một cái, mở cửa G bên trong đây là hợp lý rồi. Trời đất ơi, cũng phải dướng thằng này một cái nữa mới được, chứ không thể nào mà nó cho đi thẳng được bạn. Cứ này hoài luôn á. Nè, cào cái lấy tiền nè, 36 máu, cào cái chết. Cào cái chết chắc, chạy đâu. 14 rồi nha, mà cào cái đi luôn. Một con nữa luôn môn. Trời, có con nào khác không? Lấy con này hoài, tao ăn cái cũng ngán á, không? Ừ.
Trời ơi, con này hình như thể băng thì phải. Được đấy à. Được đấy, rồi bây giờ thí dụ vậy thì mình đổi đội hình. Không được, băng lấy cái đó hết máu nữa. Băng vào đi. Wow, băng một cái nè, gãy luôn. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi kéo chữ L. Rồi cái chữ L còn có chữ D thì sao? Có manh mối vậy ta? C, G, C, I. Cũng không có cái gì hết. Còn cái chữ này là cái chữ nào nữa? Lại gạt chữ A một cái nữa, gạt cần A một cái nữa. Ok. Trời ơi, nãy giờ mới đi được hai tầng rồi, chừng nào mới lên tới tầng cuối thì không biết nữa. Cái tầng nào cũng như vậy hết, cái tòa nhà này chừng 30 tầng thôi, nghỉ game luôn. Đi hết 30 tầng ứ hự liền. Không đẩy được nữa hả? Nó hơi ghê ghê nè. Đó, đó, ok. Ồ, cái gì đây? Má khó dữ trời. Má khó dữ trời. Cái rương này là đúng rồi nè. Nhưng mà có cái làm sao để đi tiếp đây là vấn đề nữa nè. Wow. À, phải đi cái đường khác thôi. Căng nhờ. À, lại về chỗ cũ rồi. Cho là đầy xuống đây để ăn được cái này. Bánh cà phê và bát minh mở, bánh minh mẫn được đấy. Được cái này nữa. Vàng tám xị, ngọt nước. Xà. Rồi.
Làm sao đi qua đó ta? Cái này rối thiệt. Dày. Dày. Phù phép thiệt. Ủa sao cái đường nào cũng bế tắc hay vậy ta? Đi tới đây là giờ đi lên đây cũng chết nè, cũng quay về chỗ cũ. What the hell? Rồi giờ đưa xuống đây cái đây rồi từ từ nha. Qua đây là hợp lý nè. À, qua đây hợp lý nè. Từ từ. Shit. Đi qua đây vòng qua đó, đi đây vòng qua đây, đi đây vòng lên đây thì nó cũng trở về chỗ cũ thôi. À, nó cũng trở về chỗ cũ thôi. Lên lên ở đây, đây đây đi thẳng vô đây. Rồi. Ok, được đấy. Hơi rắc rối chút xíu nhưng mà lúc mà bắt ra đầu ba bắt gọi là bạn tìm được cái gọi là cái mấu chốt rồi đó. Thì nó đơn giản thôi, đâu có gì đâu khó. Nhưng mà nhìn nó chạy nhìn qua mắt luôn á. Nhìn nó chạy qua mắt vậy. Còn con nữa đâu. Con rồng này nãy quen lắm, là con rồng này hay gì ta? Để phép đó. Wow, cái nè. Nè, hăm dọa tao nè. À. Cào thôi đúng không? Chỉ cào thôi đúng không? Dạo mình nó đang hăm dọa mình. Ui da. Nè. Hăm dọa tao nè, mày vô đây. Vậy là khỏe dữ chưa? Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đây rồi, cái này là tầng cao nhất chưa? Đây là tầng 4 rồi đó. Ai đây? Chào bạn. Ngài Trí Tuệ là một người muốn thử thách, xin mời vào. À, bạn có đang cố lên tới trên cùng của tòa tháp năng lượng đúng không? Trước hết thì phải vượt qua thử thách của tôi trước đã. À, quay lại đi thì hơn, vì bạn không phá được mật mã của tôi đâu. À, tôi không đi đâu cả, tôi chấp nhận thử thách của bạn. Ok, được rồi, nếu bạn đã nói thế thì đi theo nào, đi theo tôi. À, đây là thử thách này, tôi sẽ nhập mật mã bằng cách chọn ra 4 màu trên trên máy tính của mình. Bạn sẽ có 10 lần thử hoặc ít hơn để giải mã. Tôi vừa nhét mấy cái cầu chì có màu vào túi bạn, như thế bạn cũng không biết là vậy làm sao có thể giải mã của tôi được. Đừng nhìn tôi như thế, nên biết ơn vì thì hơn. Bạn cần chúng để nhập mã giải đấy. Bạn giải mã bằng cách gắn 4 cầu chì vào ổ trên cửa, sau đó thì ok. Muốn đưa ra lượt đoán hãy nhấn vào các cái nút màu đỏ này. Khi đó một dòng điện sẽ chạy qua cánh cửa, nếu cầu chì ở đúng vị trí cửa sẽ mở, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó xảy ra được đâu. Mà màn hình này sẽ hiển thị có bao nhiêu cái cầu chì đúng vị trí, sai vị trí hay không có trong mã. Dấu tích xanh tức là cầu chì đúng vị trí, mũi tên cam tức là cầu chì sai vị trí, dấu tập đỏ là chỉ cầu chì có như chỉ thị có cầu chì không có trong mật mã của tôi. À, mẹ khó dữ vậy.
Nghe có vẻ quá dễ nhỉ, yên tâm tôi sẽ lo chuyện đó. Rồi, được rồi, bây giờ mới chưa muộn để bỏ cuộc đâu. Giờ tôi sẽ nhập mã được của nhìn trộm. Bắt đầu đi, thử. Tùy thế, bạn không bao giờ phá được một mã này đâu. 10 lần thử đúng không? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu màu. Bốn ô thôi đúng không? Bây giờ mình cứ lắp cơ bản thôi, lắp này trước. Rồi, đỏ. Cam. Đỏ, xanh dương, xanh lá, đỏ, xanh lá, xanh dương, cam nha. Đỏ, xanh lá, xanh dương, cam. Khoan từ từ nha. Rồi mình lấy ra lại coi. Lấy ra lại coi nó nằm vị trí nào. Rồi bây giờ mình sẽ y như cái màu của nó cái đã. Rồi bây giờ mà xanh dương. Rồi cam đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn nút. Màu đỏ là không có. Màu đỏ là không có rồi. À là sẽ có một cái ba màu đúng và một màu không có trong cái bảng này của nó. Không có nào cái nào nằm sai vị trí cả. Không có nào nằm sai vị trí cả. Rồi bây giờ mình sẽ thử lấy màu cam ra, màu xanh dương ra. Lắp màu vàng vô. Thì mình sẽ coi màu xanh dương nó đúng không nha, màu xanh lá đúng không nha. Vậy là màu vàng là bỏ qua. Sai vị trí. Một màu nằm sai vị trí, màu tím nằm sai vị trí rồi. Tại vì nếu mà màu tím chưa có đó thì là màu đỏ đúng không? Màu đỏ thì nó đúng. À. Vậy thì màu xanh dương này mình sẽ thay ra màu tím. Rồi từ từ. Một màu nằm sai vị trí. À. Vẫn là màu xanh, như vậy thì màu tím là có vẻ nó không đúng rồi. Vẫn là màu, à vậy là màu cam. Màu cam, vậy là mình thay cầu màu xanh dương vô. Đúng chưa? Hai màu nằm sai vị trí, bây giờ không có màu nào sai hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ thay đổi thôi. Màu xanh hồi nãy là lắp vô là nó có đủ nè. Màu đầu tiên là xanh dương nè, cam nè, màu cam bỏ nè, đúng rồi. Bây giờ thì đây là gần như là đúng hết rồi đó, bốn cái đúng, chỉ có hai cái sai vị trí thôi. Mà bạn thấy không, cái xanh cái đỏ nó nằm im thì nó sẽ không có sai vị trí nhiều. Nó sẽ sai một thôi. Bây giờ hai cái này nó sai vậy thì mình sẽ thử mình đổi lại tím với lại xanh dương. Này màu tím, này màu xanh dương. Rồi mình không có cái nào sai hết rồi, vậy chúng ta tôm ba thể loại này, ba thể loại này trong con nít à. Tưởng gì ba cái này dễ phải không? Dễ. Chỉ cần loại cái sai ra xong rồi sắp xếp lại cái đó thì nó quá đơn giản à. Nó quá đơn giản đối với mình phải không? Cái gì khó hơn đi bạn. Bây giờ là cái H này, trước tiên là phải H là phải đi qua đây. Mình đi qua được đây, đúng không? Bên đây nó có một cái cầu chì gì nha, để coi cái cầu dao gì. Cầu dao A đi qua kia được luôn.
Mẹ đi vô đây là chắc chắn là bị lụm rồi. Hai con. Level của bắt đầu cao cao hơn rồi đó. Level của tụi này bắt đầu cao cao hơn được rồi đó. Mày nè, một máu. Ôi ôi. Wow. Đấm kích hoạt. Con này tiến quá rồi đấy hả? Ghê ha. Tiến quá rồi nè. Stigma. Tiến quá rồi nghe. Vậy là ghê dữ chưa? Ba xây ngon đấy. Rồi, từ từ ăn cái này cái đã. Bộ ghi kỹ năng à. Khó bạn, đứng như vậy thì không thể nào né được. Ba con nữa. Còn con nữa thì xịn quá nha. Té nước nè. Tại sao nó rất hiệu quả đúng rồi bạn, tại vì mình hệ băng mà, nó đánh hệ lửa rất hiệu quả. Đừng cháy là được. Đừng bị cháy là được. Lên level 30 luôn. Trả thù. Sức mạnh. Con này cái chiêu nổ mô. Tấn công mục tiêu HP, Coromon càng thấp sát thương càng cao. Cái đó không thèm. 18. Aurora. Kinh nha. Wow nè. À té nước không trúng. Băng đánh băng là mày khùng rồi. Nè, tao có cái chiêu cào nè. Cào nè, sợ chưa? Cào nè, ngáo chưa? Một con. Hệ nước thì mày... hệ nước thì chết. Chết nè. Hệ nước thì chết rồi. Đánh hệ băng mà lấy hệ nước ra chết rồi. Bảy xây ngon chứ bộ. Ba con đó là bảy xây là cũng dữ đấy. Kéo cậu chị A xuống. Rồi đi xuống đây. Cái này là màu trắng. Đá phượng hoàng. Tắt cái O rồi không được. Từ từ. Cái này mình phải mở cái O lên. Để mình mở cái H mình đi ra. Cái O là bên đây. Đây có rương nào vậy? G. Kéo cái A xuống. G.
À không, y bên kia, à, đây. E, G, G nè, rồi. Ây da, hay quá nha. Mẹ, cũng phải quýnh với ông này nữa à. Mấy con, trời ơi, mỗi 4 con. Hơi tốn thời gian thôi chứ mà đánh cái này thì nói chung là nó cũng đâu không có gì đâu, nhưng mà hơi tốn thời gian thôi, nó không có nguy hiểm tới đối với mình. Đánh sẵn luyện level luôn cũng được. Con này thì dùng cào một cái lấy tiền. Thấy chưa, dùng cào một cái lấy tiền, không có nói nhiều. Lên level 31 luôn. Con này lăn một cái lấy tiền. Tốc độ mình nhanh, mình đánh trước. Rồi còn con cuối cùng. Ok. Từ từ dùng vật phẩm bánh tổng hợp vậy. Sử dụng cái này nó sẽ hồi được mới SP, mới HP. Hút giết cái mẹ gì. Nè, hút giết cái gì này. Ôi, đám đám vui được quá nha. Giờ kéo cái E nhẹ cái. E đi xuống dưới đây. Không có rương vàng. Đá phụ hoàng hai cái, bánh HP ngon, bánh SP M quá ngon luôn. Mẹ thiệt. Ôi chim cũng tiến quá rồi nè, ngon quá chứ à. Chim cũng tiến quá được chứ. Cào. Nhanh. Cào nè. Một cái nữa. Ui, chim 18 tiến quá rồi, cũng mạnh dữ chứ bộ. Qua lấy tiền rồi. Một điểm tiềm năng nữa. Phòng thủ, tấn công, máu. Trời, con này xịn hơn con nãy nè. Con này xịn hơn con nãy mà cũng cái à. Hondot đã đánh thức một thần tiềm năng trong mình đúng không? Con này thì thiên người thì có thể gọi là sát thương hay được sát thương được. Rồi giờ này gạt cần y xuống đúng không, xong rồi phải lên nhớ gạt cần ép nữa. Cần g rồi. Ép sao? Ủa bạn ép nhớ chỗ nào ta. H A E F I G F nằm ở đâu vậy ta? Nào, ông này là ông đó là giờ đóng cửa rồi, là không đi được nữa rồi. Vậy rồi. A F F dưới đây.
Thì chỉ cần gạt cần A thôi đúng không? Mà cần A ở đâu để gạt bây giờ? Gạt cần H. A đây. Đó, gạt cần A là xong. Đây. Đúng chưa? À, đi xuống 3 phòng luôn. Trời đất ơi. Lên tầng 5. Ghê không? Giải đố mãi đỉnh. Mình nói thiệt, mình giải đố nó không có gì khó khăn đối với mình phải không? Rồi. Ai rồi. À, bạn làm gì ở đây? Cho tôi xem giấy tờ nào. Được rồi, của bạn đây. Bạn là Hama, lỗi của tôi, nhưng tại vì bạn chẳng giống Rizel miêu tả gì cả. Bạn tới thu thập tin tức của Volga phải không? Chà, bạn gần tới rồi đấy, đi một thang máy nữa thôi để tôi cho bạn xem qua lại hệ thống trạm lưu của chúng tôi. À, nhìn này, đã tới trạm lưu, à bây giờ là tiện nhỉ. À, không tin được là họ gửi người đi thu thập tin tức nữa đấy. Mong là bạn có đủ bánh Coromon. À, sao nhỉ? Biến quyền lúc từ từ. Bây giờ hình như này là đi xuống tầng 6 luôn thì phải. À, đi xuống tầng 1 luôn. À, ok. Đi ra đường nào ta? Đi ra đường này. Đi bơm máu, bơm máu. Đi bơm máu một cái. Làm biến sử dụng cái biến về lúc đó bạn tốn. Để chạy về bơm máu một cái. Để bơm máu một chút để kỹ càng. Thành kia nói mình hơi quảng. Nói bạn đi dầu là bạn đủ bánh. What the hell? Bánh đường què gì? Đấy, hồi máu lên. Rồi, ok. Hang sống lên. Đảo luôn đó. À, cái này là nó tự biến kiểu này. Bây giờ cái đó mình sẽ gọi là dịch chuyển hả? Ok, nhanh lên nào. Tầng 6. Ok. Đó, đây là tầng cuối rồi, lên cuối rồi đó. À, ghê rồi nè, bắt đầu thấy hơi ớn rồi đó. Cái gì nhỉ? Nên mấy cục pin xịn nữa. Ôi, ghê quá. Cái gì đây? Tại sao bạn lại ở đây? Không phải lại vì mấy mảnh vụn nữa chứ, đúng chứ? Tôi ở đây để kiểm soát tình chất của bạn á. Tốt thôi, bạn thật sự đã mang đến một chỗ dựa phòng phù hợp đấy. Những Titan, đến lúc con người vượt qua rồi. Tôi không thể tiếp tục đứng yên nhìn những kẻ ngoại đạo này gây rắc rối cho những đứa con yêu quý của tôi nữa. Nên chúng tôi, nhưng chúng ta không hành động nhanh. Giống loài đe dọa của chúng ta, chúng có thể giải phóng một đại dịch nguyên tố khủng khiếp. Hợp nhất các tinh chất của chúng ta là cách duy nhất để ngăn chặn thảm họa này. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần để nhận lấy tinh chất của tao đi. Chuẩn bị cho mình một nguồn năng lượng tuyệt vời. Giờ đã tôi giờ thì ngươi sẽ biết sức mạnh của thần trị bảo. Đánh nhau à? Những cơn bão dữ dội khắp Velua. Ngươi nghĩ nó tự nhiên xảy ra, đó là do ta làm đó. Ghê không? Ngầu đét. Được.
Bây giờ đánh nhau à? Trời ơi, đái thật. Con này hệ điện. Đúng không? Con này chắc chắn là hệ điện rồi. Hệ điện thì cái này nhận nhiều sát thương hơn từ kỹ năng cắt cát và cắt. Con này nhận ít sát thương hơn kỹ năng điện và nước. Nước là thấy thua rồi đó. Cào. Đâu chứ? Hên là mình nâng phòng thủ nó nhiều á. Cào. Sợ mày chưa? Mày sợ chưa? Hên là mình nâng phòng thủ nó nhiều. Đâu? Mà chiêu nó còn trừ SP của mình nữa chứ. Mày nè, đau chưa? Những cơn bão sẽ gột rửa ta khỏi những trạng thái bất lợi yếu ớt ngươi gây ra lên ta. Vậy sao? Chiến trận bao trùm, hãy chứng kiến sức mạnh của thần trị bão. Những hạt tích điện này sẽ làm Coromon của ngươi càng khó di chuyển hơn. Aron bị giật và không thể di chuyển. Giờ thì bị giật đúng không? Nó không thể di chuyển thì tao bơm máu cho nó nè. Đánh đi. Tới đi. Ghê nha. Nè. Cào nè, đau chưa? Không, con này phải bơm máu bạn ơi. Dòng mạch này không thể chứa đựng toàn bộ sức mạnh của ta. Không phải bánh này mà bánh tổng hợp này mới đúng. Hai mươi điểm nè, ta cho biết nè. Cào nè, cào nè, đau chưa? Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Tao đầy máu. Tao ví dụ gì chứ ăn máu thì thôi, tao ăn tới chết luôn. Nè, cào nè, mày sợ chưa? Giờ nó hết máu rồi, ví dụ như giờ mình đánh chết luôn rồi. Ôi đau thế. Ôi đánh chết luôn rồi. Ví dụ như giờ dùng cái gì qua này à, cái vật phẩm gì qua này con quay tích điện hả? Thôi để mình dùng cái mảnh phụ hoàng để hồi phục chỗ này. Đầy HP của nó sử dụng luôn. Rồi ví dụ như dùng dùng vật phẩm giờ là dùng cái gì bắt nó được ta? Bạn bạn không được phép làm vậy ở đây. Vậy à, bây giờ là không có được dùng mấy cái này rồi. Không có bắt được con này bạn ơi. Tao cho mày một cái nè. Đau như chó, đúng thiệt là đau như chó luôn. Bắt được con này thì chắc khỏe lắm nha. Nè, quái vật tới nè con ơi. Hồi SP hả? Tao tưởng mày hồi HP chứ mày hồi SP. Tuổi con tôm. Bớt nhây. Tomino nó đánh thức tiềm năng gì tùm lum.
Bạn vẫn phải cải tiến, phải tiến bộ rất nhiều, nhưng ta đã nhìn thấy lòng can đảm đầy mạnh mẽ từ bạn rồi. Tới đây, lấy tinh chất của ta đi. Hút tinh chất nè, hút tinh chất nè, hút nè, hút nè. Tinh chất điện. Rồi xong. Giờ đây máy thu tinh chất mẫu của bạn đã có được tất cả sự tinh túy nhất của điện giống loài tôi. Hợp nhất với nó và các đầu giống loài của anh em tôi là con đường duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi mối đe dọa từ lũ ngoại lai này. Vậy nên hy vọng không, tôi yêu cầu loài người các ngươi hãy lắng nghe yêu cầu đó. Đi ngay đi, đừng phí thời gian nữa và hãy mau tìm tinh chất của Lugin đi. À xong. À, hy sinh luôn à, hy sinh thân mình luôn à. Gì nhỉ? Chào Rizel, có chuyện gì thế? Hay mà tôi vừa nghe chuyện xảy ra với Thomas, mọi chuyện vẫn ổn với tòa tháp điện năng chứ? Bọn bắt cóc có tới được chỗ Volga không? À, bọn chúng không để lại dấu vết gì cả, chúng tới nơi khác rồi, tôi hiểu rồi, còn hơn đấy. Vậy thì bạn có thể đến gặp tôi và Nicola ở phòng thí nghiệm Bullet được không? À, chúng ta cần phải thảo luận đối sách. Được thôi, tôi tới ngay đây. Hãy tỏa sáng, ngon, hãy tỏa sáng nhé. À, bye bye anh trai nha, em về đây. Em lượm được con tinh chất rồi. Ghê nhờ, phải rồi. Tính ra là mình cũng thuộc dạng trâu chó đấy chứ. Không, cái con của mình nó phòng thủ tốt. Cũng may là mình chọn con có phòng thủ cao đi chứ không mà... Chứ lại mình cũng có nâng phòng thủ cho nó, chứ mình mà không nâng mấy cái phòng thủ chừng vô quýnh cái con đó tốn máu ác á chứ. May là mình có nâng cái phòng thủ xịt, tốn có vài bình máu to thôi. Bạn đây rồi, hẹp bội bọn tôi đi. Ok, tốt, đông đủ rồi, cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn Nicola, tất nhiên rồi. Tôi muốn thảo luận về việc phân tích đoạn phim của cả hai bạn. Những thứ Lumon mà chúng ta gọi là người Wubonia được thả ra trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Tôi không biết làm sao điều này có thể, nhưng hầu hết loại điện của Coromon đã biến mất. Hả? Bạn đang nói gì vậy Rizel? Lumon này không có điện nữa. Tôi không hoàn toàn chắc, các nguyên tố điện của nó chỉ đơn giản là biến mất, bị thay thế bởi một số thứ gì đó chúng ta không hề biết. Đó hẳn là Rimsonai mà chúng ta đang nói đến. Điều đó thật kinh khủng, làm sao ai đó có thể làm điều đó với Coromon được. Vậy còn Thomas thì sao? Họ đã làm gì với Thomas? Loại mới này làm gì với con người á? Tôi e rằng chúng tôi chưa có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Chúng tôi không biết liệu vấn đề này có ảnh hưởng đến con người hay không. Hãy cố lên, tôi sẽ đưa bạn trở về nhà sớm thôi. May mắn thay, nhờ sự dũng cảm của anh ấy mà những người ngoài hành tinh đó đã không chạm tay vào bộ định vị tinh chất được. Bạn có biết nó có thể được Thomas giấu ở đâu không? Tôi sẽ làm, Thomas đã đưa bộ định vị tinh chất cho tôi. Cuối cùng một số tin tốt đấy. Cảm ơn Hamaji. Bạn sẽ lấy nó từ bạn. Ok. Loop Solid sẽ sử dụng mọi thứ theo ý mình để giải quyết tình trạng khó khăn này càng sớm càng tốt. Sở hữu Lumon có thể trả lời nhiều câu hỏi của chúng ta. Tôi sẽ nhờ cái nhà khoa học giỏi nhất của chúng ta truy lại các bước khi tôi quay lại. Nhiệm vụ thu thập những tin tức Titan còn sót lại của bạn là cũng là điều quan trọng nhất á. Tôi nhận được thông tin rằng bạn đã có được tin tức của Volga. Đúng rồi. Đồ tốt rồi lắm, tôi biết bạn làm được mà. Không còn thời gian để lãng phí nữa, tôi tiếp tục và gọi cho bạn tôi. Hút. Anh ấy sống ở Bamburi, nơi mà tin tức Titan gần nhất có thể lấy được từ Lugin, thần ngự trị linh hồn. Hút sẽ chờ bạn đến và sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Ok, giờ tôi sẽ tới khuôn viên Lux Solid và giúp nhóm của mình tìm hiểu xem thật sự chuyện gì đã xảy ra ở đó. Hãy tỏa sáng, đặc biệt là vào thời khắc đen tối này. Nhận tin kỹ sư. Ủa vậy thôi, không có thưởng cho là cái gì tâm. Tao hoàn thành được cái nhiệm vụ lớn vậy mà không có thưởng cho được cái gì vậy? Giận thật sự. Giận thật sự luôn.
Trời ơi. Gì đây? Vi mạch đã được cho vào túi của bạn. Vi mạch là làm cái gì ta? À, vi mạch găng tay màu nâng cấp XP được trong 10 phút. Rồi, thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay dưới đây là một like và đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Hey, call. Hey, my body call. Hey, my body's high.